đắm say dòng tham ái là căn nguyên sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy đi vô trong lớp học, thầy bị chửi thì chua. Có một cái ông cư sĩ ở đâu không biết gọi điện thoại cho cô Diệu Hòa, chửi nói lung tung, hay cô Diệu Hòa hết hồn, cho tôi gặp cái người kỹ thuật của đài truyền hình 57.15. thì bắt đầu là cô sợ quá, ông này chú quá hết hồn, lấy điện thoại đưa thầy. Thôi đưa thầy cái thầy mới nói, thầy nói thưa chú có việc gì không chú, cái là đầu dây bên kia gọi lại, anh có phải là kỹ thuật của đài không? Nó dạ không phải kỹ thuật của đài. Nếu anh không phải kỹ thuật của đài thì tôi chẳng có gì để đối với anh hết. Tôi bực bội dối sợ lắm, tôi mới gọi vô đây. Chắc lẽ nhà đọc cái tin quảng cáo mà nhớ số điện thoại. Quảng cáo pháp nhạc âm á, chắc nhớ số điện thoại của Diệu Hòa, cái gọi vô. Nói vậy, thưa chú, cái ban kỹ thuật có gì có lỗi mà chú khó chịu? Cái đài truyền hình là hết sức vô trách nhiệm, không nghĩ tới cái cảm giác của người khác. Nói là thưa chú là nó làm sao thưa chú? Thôi tôi nói với anh, thôi anh muốn hỏi thì tôi nói 2 phút cho anh nghe thôi. anh biết không, tôi nghe kinh Kim Cang của Thượng Tọa Thích Quyền Châu giảng, tôi rất là thích. Mà tới cái chỗ tôi đang thích thì tự nhiên nó đứng này. Tôi đang tới cái chỗ nó hay, chút xíu nữa là tôi thở nhập được chân lý. Nó đứng mặt. Tôi không thể chấp nhận nổi. Tự nhiên có người tôi bực bội, mà nay là tôi bực 10 ngày rồi. Tôi phải nói cho anh biết. Làm thì làm, không làm thì thôi. Làm thì lạ kỳ ấy. Bài kinh ta đang nghe ngon lành, ngày nào người nói cũng theo dõi, giờ nó qua mất rồi, giờ biết làm sao kiếm lại cái đoạn đó. Rồi còn cái bản tin nữa, cái bản tin cũng rất là hay. Nói thật mà, nó bản tin rất hay. Đang nói tự nhiên đứng méo miệng. Có hình, không có tiếng. Có tiếng, không có hình. Lung tung hết. Chửi thiệt tôi. Thiệt tôi cái thời mà cái ông nào ông nói cái tiếng rất khó nghe, cái giọng nói rất sâu si. Rất sâu si. Ông này thầy đứng gần bên chắc là một là bốc khối, hai là cháy lửa. Mình nghĩ vậy. Thì thầy mới nói thưa chú, tôi có gì tôi cũng xin lỗi chú. Anh nói anh là ai mà xin lỗi tôi không cần. Anh nói vậy. Cái nói dạ thưa chú đang nói chuyện với thầy Huyền Châu, là cái người chú của cái đài này. Nó nói ồ dạ hả, chứng tỏ hả. Bắt đầu thầy có biết không, nó chứng tỏ giảng kinh Kim Cang rất là hay, tôi nghe bao nhiêu thầy, tôi nghe mấy chục năm rồi, mà nhờ những cái lý luyện này tôi đang từ từ thở nhập, là chỉ có sự thở nhập mới dám nói vậy, mà tôi đang chờ tới cái chỗ thở nhập, cái chỗ quan trọng như cái đứa này. Mà chửi, ráng nghe chút, nghe như vậy đấy gọi là hành Bồ Tát đạo.
Thì thầy mới nói, thầy nói là cái đứng đây á, thầy nói giải thích, thầy nói thưa chú là bởi vì cái kỹ thuật truyền hình của mình truyền lên trên tổng đài nó mới phát ra các cái trụ sóng rồi nó đi về ở máy của chúng ta. Nhưng mà đi lên bằng đường truyền internet. Mặc dù hiện bây giờ là mình đã bắt cái đường truyền là cái độ truyền nó cao nhất. Nó cao nhất của cái hãng Spectrum là nó chỉ có vùng này là chỉ có Spectrum là cái đường dây nó truyền cao nhất. Còn mình bắt cái cable cái đường dây chuyên của nó thì thành phố nó phải xin phép thành phố Santa Ana approve. Và thành phố Santa Ana approve là cuối tháng 12 đây là có kết quả. Xong rồi nó phải chọn xe, chọn đường, nó phải đào một số đường ở dưới đó. Phức tạp lắm. Rồi bắt đầu nó mới kéo theo mình và nó bắt phải ký hợp đồng 3 năm không có được bỏ. Như vậy thì khi có cái đường dây đó là nó chuẩn là từ chỗ mấy mình tới tổng đài, không có bị chi phối bởi cái lên xuống của internet hay là trời mưa trời gió của internet, thì lúc đó nó mới được. Còn khi nó đứng là bây giờ hiện giờ mình chỉ có một cách duy nhất là mình sẽ test điện rồi mình mở lại thì nó xả ra những cái mã thì nó chạy lại cái mới ấy, với cái IP mới ấy, thì nó sẽ chạy được. Đó. Rồi còn internet nó cũng ăn gian lắm. Chẳng hạn như mình nói nó ở cái mức đó mà buổi tối có nhiều người họ xài thì rồi nó yếu xuống. Hoặc là khuya khuya cái nó giảm internet, nó chủ động nó giảm xuống. Rồi nó đẩy vào mấy cái vùng mà ở miền đông mà người ta thức dậy sớm đó. À, nó làm một vòng người đó nó sàng giỏi, nó liếng liếng nó làm, hay là nó tự động nó tăng của người nào là người kia lên chút để chi để nó lấy tiền của người ta thương mại. Mà như vậy thì nó không bao giờ ổn định trong thị trường đó, trong môi trường đó. Nhưng mà bây giờ mình đâu có cách nào khác. Thì cái ông này tự nhiên cái ông hiếu ra ông nói ồ vậy thôi coi đâu nói nữa. tức là cái ông này hay á, chân lý là vậy, tức là khi hiếu rồi thì không có gì nói nữa. Khi chưa hiếu thì vô minh thì sân si thì nó điên đảo. Khi hiếu ra rồi thì cơn tức cơn giận nó mất. Và thầy có nói một câu là thầy nói khi mọi thứ ổn định thì thầy sẽ có một cái buổi truyền hình trực tiếp với thầy xin lỗi đại chúng. Còn hiện bây giờ thì mình phải chấp nhận ở trong phương tiện này thôi chú. Thì thầy không biết nói sao hơn. À, thì lúc bây giờ ông quay lại ông khen, tại vì ông chửi lộn người á. Đây gọi là đúng là chửi lộn á. Chửi lộn người gọi là chửi lộn. Như vậy thì thưa quý vị, nói sơ một hai điểm như vậy để chúng ta hiểu được Phật pháp ứng dụng đó là hành Bồ Tát đạo. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu, hôm nay thầy nghĩ rằng nó cũng có cái duyên, không có thanh tịnh trước khi vào trong buổi giảng, cho nên hôm nay có lẽ rằng chúng ta không học kinh, mà hôm nay thầy muốn chia sẻ một chút xíu trong kinh nghiệm hành Bồ Tát đạo. Tại vì chúng ta học Di Ma Cật Sở Thuyết là chúng ta đang thấm nhập tư tưởng hành trì Bồ Tát đạo đó. Với tôi nói một ví dụ thế này, bữa sau thầy sẽ nói lại rõ hơn. 32.000 Bồ Tát là những vị được mọi người biết đến đã thành tựu đại trí và bản hạnh, đã được xác lập bởi oai thần của chư Phật, là thành trì hộ pháp, thọ trì chánh pháp, có khả năng cất tiếng hóng của sư tử vang dội khắp mười phương, là những người bạn không mời, không đợi mời của mọi người. Không đợi mời của mọi người là sao? Tức là Bồ Tát lăn bẩn phàm tình là cứ đến gần chúng sanh và giúp đỡ, chứ không đợi chúng sanh mời mình. Đó là hành động của Bồ Tát. Bồ Tát tự thiết lập một số chương trình lợi ích giúp cho cộng đồng. Chứ Bồ Tát không có đợi ngồi ở trong rừng núi, đợi khi cộng đồng đau khổ phiền não rồi họ tập hợp lại, họ đến họ cung thỉnh mình mới ra thi triển. Không phải như vậy. Những phương diện như vậy là chúng ta thấy rất kỳ diệu. Như vậy thì làm sao mình có thể cất lên cái tiếng hóng của sư tử, làm sao mình có thể thọ trì chánh pháp, làm sao mình có thể là
trở thành thành trì hộ pháp. Làm sao mình được là oai thần của chư Phật xác chứng, xác chứng trí tuệ, xác chứng khả năng. Ví dụ thầy hỏi các vị, sớm thầy hỏi lớp cao đẳng, giờ thầy hỏi lại các vị nghe, tại sao ngày mùng 5 tháng 5 mà chúng ta đi kiếm không có con rắn nào? Tại sao nó trốn? Hả? Nó sợ mình giết hả? Rắn mà nó sợ mình giết, dĩ nhiên con nào mà không sợ con người. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày đã kiếm không có rắn. Hả? Không biết đó. Hồi giờ các vị không biết à? Tại sao cô? Hả? Thầy biết rồi mà tại sao rắn nó trốn đâu hết mình kiếm không ra? Thì kiếm nó không có. Thì nó trốn đến đâu nữa? Chỉ đơn giản là thế này. Ở trong một năm, ngày mùng 5 tháng 5 là ngày cực dương. Là ngày cực dương. Cái khí dương đó, nó mạnh nhất. Khí dương, khí âm đó. Âm dương. Cái khí dương nó lên cực mạnh. Cho nên rắn nó sợ. Rắn nó sợ cái khí dương đó. Mà nó tìm cách nó lẩn trốn ở hang sâu. Không dám đi ra. Các nhà làm thuốc mà chẳng hạn như là đông y, người ta muốn tích lũy một số các cái vị thuốc có cái tính dương khí cao, để gặp những người bị phong thấp, phong hàn, những người mà bị âm khí nó làm phá cái ngũ tạng á, thì hãy cho họ một ít cái khí dương này vô, và họ phải chọn một cái số cây mà có khả năng làm thuốc. Rồi bắt đầu họ kỹ tới mức mà họ cào cho cái cây đó nó nằm dài xuống, một cái đám cây đó nằm dài xuống, và tới khi trước khi mặt trời lên, cái cây nào mà nó vươn lên được là cái đấy mạnh nhất ở trong cái đám mà bị nằm xuống đó, thì họ lấy cây đó họ tuyến ra đặc biệt hơn. Rồi bắt đầu họ mới lấy những cái cây mà nằm ở dưới là cái lớp nó là yếu hơn, phân loại ra. Đó là cái khí dương nó như vậy. Rồi những cái cây cối mà nó bị bế những cái âm khí sang trong đó mà nó không ra trái, không ra trái, người ta chặt nhánh ngày mùng 5 tháng 5, người ta chặt nhánh để cho nó ra trái, nó bứt phá ra trái. Hồi xưa ở chùa Phước Long, mà thầy giờ ở Sài Gòn, thầy vừa ở Bình Định trụ trì cái chùa, thì quý vị nghĩ hồi đó thầy đi đủ tiền mua một cái máy bay từ ở Sài Gòn đi vào Bình Định. Thì trên lộ trình đó là thầy có nghĩ trong đầu, thì đây là một cái cuộc đi chịu khổ, một cái chuyến đi dài không biết bao giờ dứt khổ. Và thầy có một cái người bạn rất là thân thiết, đó là cái đàn Yamaha. Họ đã mua cái đàn Yamaha 1,5 triệu Việt Nam, cũ kỹ mà người ta ít có xài, nó còn tốt lắm. Thì chỉ có cái đàn là cái người bạn chung tình với mình, ai cũng sẵn sàng phản bội nếu như mình làm sai. Nếu mình vinh hiến thì bạn bè nhiều lắm, nhưng mà khi mình sai cơ thì chỉ còn một mình. Ở trong tư tưởng của mình, nếu như không có một cái sự an trú thì không thể nào đứng vững ở trong cái sự thiêu đốt của phiền não. Cho nên hồi đó thầy mang cái đàn ở Sài Gòn đi về. Trong bối cảnh là ông thầy bị chết, bốn sư bị chết, rồi chùa chiền ngốn ngang, rồi mình mang ở Sài Gòn đi về, rồi biết chứng này về là chôn cái xác chết của ông thầy, rồi bao nhiêu thứ sẽ diễn ra. Và ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy cái cảnh khô cằn xối đá, mình biết mình sẽ xuống đây để mình sẽ chịu khổ với một cánh tí này cũng nhiều năm. Cảnh nó như vậy thì lúc bây giờ phải chấp nhận là đến gần mọi người không có chuyện rằng là đợi mọi người đến với mình xông xáo vào, và mình nghĩ rằng mình đến để mình chịu khổ, để mình tháo gỡ đau khổ cho mọi người. Và lúc đó việc đầu tiên là Phật tử nói rằng: thưa thầy, có cái cây
cái mít này nó không ra trái, chặt bó thầy. Cái thầy nó đỡ thầy, thầy biểu nó ra trái. Cái họ nói sao thầy biểu hay vậy? Thầy nói bây giờ thầy ra thầy nói cái gì là ma quỷ cũng nghe, cây cối cũng nghe là hết. Nói nghe nói ngon không? Nói ngon lành đó. Bắt đầu là tháng ngày mùng 5 tháng 5. Bắt đầu ra mà thầy đá vô cái cây đấy, ba đá. Đó là ba cái. Bịch vậy đó. Đã rung rung cái cây. Rồi thầy mới nói mày mà không ra trái sang năm tao chặt bỏ. Là có một cô nhà bếp nấu ăn á, nói cô nhớ câu nói thầy ngày hôm nay. Năm nay cây này nhất định nó ra trái. Là quá nhiên ở năm nói mấy tháng sau nó ra trái từ đằng đọt xuống tới gốc. Mấy đằng ác nói thầy là nói là cây cối cũng nghe lời. Phương tiện huyền xảo, từ bi lợi thế giá bất phạm. Thực ra là ngày mùng 5 tháng 5, cái ngày mẹo, mình đá cho cây nó rung rinh, là cái nhựa nó thay đổi, nó hấp thụ được cái khí dương, và nó bứt phá ra trái. Hiểu không? Bồ Tát độ sanh dùng vô lượng phương tiện để thi thiết. Chứ không phải cứ ngồi gõ cấp cho lần chủ A-di-đà Phật, đổ nó được đâu, không có đâu. Có nhiều trường hợp vậy đó. Rồi, hôm đó có một cái thằng nó vô chùa, nó mượn kinh, thì nó lấy nguyên kinh Địa Tạng nó đi, trong một đống kinh nó ôm đi. Thì thầy nói anh lấy mọi cái được, chứ mà cái nguyên kinh Địa Tạng này đưa lại cho thầy, tại vì tối nay thầy phải giảng qua nguyên kinh này, mà nguyên kinh này nguyên tài liệu của thầy, thầy không cho được. Thì anh nói tao cứ lấy mà làm gì tao. Chúng sanh càng cường do sợ, chúng ta nói không có được, đưa đây, tôi lấy lại. Mới vừa lấy lại trong bất thần á, đến thầy âm vô mặt. Thế là cái thầy ngã rầm trên tường chùa. Cái thầy đứng lên, cái thầy hiện thủ mới vô tu á, thầy cũng xông ra. Không ra, ông tính anh sách thằng ra, ông dục ra ngoài đường á, thầy phá tay, cái thầy thủ ông dừng lại. Nó còn đám cửa chùa, vô chớ mì thầy. Cái vô thầy chớ mì thầy, thủ chớ mì, ông đứng dòng tay vậy. Hai thầy trò, thầy chớ mì thầy ăn xong rồi, thầy nói, cái đây là một cái may mắn của thầy. Thầy sẽ dùng cái duyên này để làm đại sự. Thầy Hằng Thú nói con, thầy nói là cái ý sao? Thầy nói từ từ cô sẽ thấy cái duyên này nó kỳ diệu lắm. Bắt đầu á, là ăn xong, thầy nói bữa nay không làm gì cả, con đóng cửa cho chặt và đi ngủ. Mới sáng á, bắt đầu thằng nó vừa giác cái dao dài rồi. Cậy vô cái cửa. Cậy cửa. Nó chỉ mặt thầy trong phòng, nó mày ra đây. Tôi chiếm mày luôn. Nhưng mày tu hành gì? Nghĩ mình chùa mình trụ trì, nó nhỏ hơn mình, đáng em út mình nữa. Thầy không nói gì hết á, đục ngủ. Ngủ thầy thằng thuốc tức lắm. Cái nó ăn lên nó sư phụ, sao sư phụ ngủ hay vậy? Nó nói thầy còn ngủ, thầy ngủ nó chửi cửa, nó giật thầy sẽ ngủ. Hai việc khác nhau, đâu có liên can gì. Hành Bồ Tát đạo, mình có một cái kiên cố của nội tâm, nó chửi chứ mình biết chắc rằng là nó không thể vô trong phòng được, nó không thể nào nó đập cửa sổ được, thì cửa sổ mình cây sắt mà sao chui được. Mình mới yên tâm rồi, riêng đây mình không ra làm việc được thôi, mình nằm ngủ cho lại sức. Rồi nó chửi thì cũng nghe vui tay sao. Bắt đầu cái buổi sau thầy mới gọi điện, thầy có các vị nghe đây những cái kinh nghiệm nha, kinh nghiệm trong cuộc đời đó. Bắt đầu buổi sau, buổi tối cái là tự nhiên những Phật tử lớn tuổi đó họ kinh hãi. Họ nói cái thằng con, cái thằng này vừa nó đánh thầy, nó đột giết thầy. Cái là Phật tử họ đứng trong đen cái đầu đó là họ thấy họ thầy có sao không, thầy không có sao. Thì nó đánh cũng chảy máu một chút thôi, rồi máu chảy chút rồi tự lành, không có gì. Cái rồi bữa sau cái là thầy nói lạ thật, ở đây rồi bắt đầu cha mẹ cái anh này chạy tới chùa mới lạy thầy, mới nói thưa thầy là mũi dại lấy chịu đòn, con nó bị điên thầy, thầy nó mới làm vậy á. Cái thầy mới nói vậy thì nên đưa cái anh này đi chữa bệnh, đi đưa vô nhà thương điên chữa,
thì thật sự anh có bị thần kinh. Mà ai làm gì đó chứ không phải bình thường, ai nói gì đó rồi anh nói điên lên lung tung vậy đó. Thì lúc đó thầy mới nói gia đình, thầy nói cô chú lập cái hồ sơ xin anh này đi một cái suất chữa bệnh. Thì các vị biết không, anh này là con người ta gọi là nghĩa quân nghĩa quyền đó. Mà nó chỉ cho tiền những người mà con nhà chính sách ấy, con nhà có công với nó đi chữa, còn những đứa là nó bỏ chết. Thì nhưng mà cái nó nói ra ngoài là nó nói là nó chữa đều hết á, nó nói với quốc tế là nó xin đều hết, nhưng mà ở vô trong nước là nó ban ơn cho người của nó thôi. Cái đó là sự thật xảy ra vậy đó. Bắt đầu thầy mới nói thôi bây giờ phải làm sao đưa đi chữa bệnh đi. Bắt đầu sáng hôm sau công an tới chùa thưa thầy, nhờ thầy á là viết một cái giấy tường trình. Thầy nói, thầy nói dài dài đó, thầy nói tôi không có biết. Cái anh nói tại sao tôi không biết làm sao có cái hồ sơ để mà anh làm việc á. Thầy mới nói rằng là ở trong địa bàn của mấy anh, tôi nói cho mấy anh biết rằng có một cái thằng khùng nó tới nó đánh tôi, và tôi chỉ mang một điều duy nhất là tôi mang đưa cái anh này đi chữa bệnh, như vậy thôi. Còn khi tôi đặt bút tôi viết là giống như tôi đi tố giác một người cư sĩ, tôi người tu không bao giờ đi tố giác ai hết, không cần. Nhưng mà tôi yêu cầu đưa này đi chữa bệnh thôi. Cái đó là anh nói phải có hồ sơ này kia. Anh nói mấy anh cứ viết đúng cái diễn tiến tôi nói rồi tôi sẽ ký cho. Thì anh chịu khó, anh cũng viết, là đưa thầy ký thì thầy ký. Ký xong rồi á thì anh gây áp lực làm sao không biết. Thầy mới nói thế này, thầy nói phải giải quyết anh này một cách triệt để. Còn nếu như mấy ông mà không giải quyết thì tôi nói mà biết tôi không bao giờ tin tưởng mấy ông. Và tôi không tin tưởng mấy ông thì mấy ông phải biết rằng á là cuộc đời này là hồn ai nói giữ. Thầy không dừng ở đó đâu. Hồn ai nói giữ là gì? Là trong chùa của tôi muốn làm tôi làm. Đừng nói tôi xin phép, đừng nói tôi báo cáo, tôi sẽ bất cỡ. Mới là thầy kinh á. Rồi tối thầy họp Phật tử cả ngàn người, thầy tuyên bố như vậy. Và ngày mai đây thầy sẽ sống như vậy. À, bắt đầu thầy kinh rồi. Cái sự xung đột của một vị thầy tinh thần á mà có ảnh hưởng trong địa phương mà như là nó sợ lắm. Sợ lắm, bắt đầu là nó lén nó đưa nó đi. Áp lực đưa lên một cái chỗ gia đình ở một cái huyện khác. Nó dối thầy, nó nói rằng đã đưa đi chữa bệnh rồi. Đó, thì lúc đó có mấy người tố giác cái thầy, nói rằng là nó đem nó gây áp lực, nó đưa lên chỗ kia chứ nó không có đưa đi tới chỗ trung tâm để chữa, mà nó láo với thầy á. Mà sao thấy thầy bình thường? Thầy nói thầy biết. Sao mà thầy không nói gì vậy? Thầy rất là mừng. Nó láo mà thầy mừng? Thầy nói đúng rồi, nó láo mà thầy có lợi. Nó lỡ chỗ nào? Thầy nói vài năm nữa mấy đứa con sẽ biết rằng nó có lỡ chỗ nào. Tới chừng sau này á, khi mà thầy xây chùa, bắt đầu á là thầy xây một đoạn thôi, thầy không có xin phép. Thì lúc đó họ hỏi thầy tại sao không xin phép. Thầy mới nói rằng ngày đó tháng đó anh nói tôi anh đưa thằng này đi chữa bệnh, nhưng anh đã nói dối. Nói dối rồi sao tôi tin nữa? Cho nên đã hứa tôi mà không làm, tức là nói dối. Nói không xứng đáng, không xứng đáng là sao tôi xin. Cho nên tôi không có xin, tôi cứ làm. Mới đầu mà thấy kênh rồi đó. Mới đầu nó trở tay không được. Nó bàn với nhau, nó cách đây mấy năm mà ông thầy cũng vô dai, vô sợ. Nó cái hành đạo quý vị, cái một vị Bồ Tát song sáo trong cuộc đời, nó hành đạo đó, tùy vào phương diện mà mình độ sanh. Mình hướng dẫn, cho mình nhiếp hóa những chúng sanh can cường. Khổ tâm lắm, rất là nhiều việc như vậy. Thế mà từ từ thầy gầy dựng lên được một cái chương trình đâu đó hết. Rồi hồi đó khi thằng đó nó đánh như vậy thì bữa sau cái thầy mới ra ở trước chùa, thầy mới hối một cái anh. Thầy nói anh có biết ở đây á cái người nào mà đỡ nhất là du côn du đáng mà bộn bãi á, anh biết không? Cái có một anh trước anh nói biết, thằng Tèo. Cái thầy mới nói được rồi. Cái thầy mới lại chỗ nhà anh Tèo, thầy nói anh Tèo
tôi có việc, tôi muốn nhờ anh, tôi mời anh vô chùa. Bắt đầu thầy, tối nay 12 giờ đi. Bắt đầu là anh tới, tại đêm đèn chùa sáng mà, thầy đến nó cà sẵn. Cái mấy đứa con chạy vô, hỏi ba con nói thầy có cần gì gặp sớm không? Nói không, 12 giờ, thầy chờ. Cái là thầy chờ xong vô, vô bắt đầu là thầy đóng cửa chùa lại. Anh ngồi có rồi này, anh nói thưa thầy, cuộc đời con á là có ba cái không. Một là không có mũ, hai là không có quần áo. Tức là không có mặc cái quần dài, không, thứ ba là không có cái áo dài tây. Thành ra thưa thầy, bây giờ thầy gọi con vô, con không có cái áo dài tây, con không có cái quần dài, con có quần đùi không à. Bỏ mà thằng vô cô quá. Thế là nó ngồi đó nó bắt đầu là nói chuyện, nó thầy thông cảm. Thầy nói tôi kêu anh vô lúc này là không phải lên mặc quần mặc áo, mà tôi hỏi anh ấy là bây giờ tôi nghe anh ở đây là một cái người du côn du đáng, mà thiệt cho tôi thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì hết, mà tôi muốn chết, mà tôi chết cho nó ngon lành, tôi chết uống thuốc tự tử nó vô duyên quá, cho nên tôi muốn thi thố với anh bữa là thằng nào chết đó là không có tố tụng. À, cái anh nói tự nhiên thầy sao mà con đánh thầy được. Anh nói anh tặng này anh phải đánh. Bắt đầu thầy lấy hai cái dao rồi đỡ lên. Anh cái tặng cái thầy nói anh cầm lên. Bây giờ đao kiếm vô tình, cái là anh ký vô giới sanh tử là thằng nào chết là không có tố cáo nha. Cái anh nói sao tự nhiên có gì hết thì làm lạ thầy. Anh nói thì giờ là có chuyện rồi đó. Cái thằng mới nói tại sao anh là cái thằng vũ đáng ở đây mà đỡ thằng khùng ở vô nó quấn tôi. Cái anh nói anh giải quyết được nó không? Anh nói cái thằng nó đỡ con giải quyết cái một liền, thầy yên tâm. Nói đầu á, buổi sau á, nó nhắc cái dao nó nằm ở trước cổng chùa, nó cái đầu mà này, nó nói ở trong chùa này là ông sư phụ tao á, đứa nào đụng vô tao chém bảy đầu. Các vị biết cái dân Tây Sơn, cái dân đó bữa mấy ngày sau là mấy tháng sau 64 anh du côn du đảng kéo tới chùa quý vị. Trong khi hơn 30 năm nhà nước không thể nào mà đụng được anh này. Nó vô tù nó ra, nó vô tù nó ra, cứ vậy đó. Nhớ sợ lắm, cái tàn dư của một cái vùng đó nó khủng khiếp lắm. Mà lớn bé già trẻ học võ hết. Gió ngựa là nó quấn là bình thường thôi, không có gì hết á. Thì quý vị ở trong cái môi trường như vậy, mình hành đạo làm sao đấy? Rồi sao mình hành đạo đấy? Mình sẽ nghĩ ra rằng là mình không thể nào mình chân dứt một đàn dơ, một đàn ngựa, mà mình sẽ kiếm chắc được một anh mục đồng. Chính cái anh mục đồng này tự anh sẽ chân dứt cái đàn đó để mình đánh tay mình làm việc khác. Chứ mình đi chân dứt từng đứa vậy, luật giang hồ nó nói chuyện, nó nghe cho mình nói, nó không nghe đâu. Hiểu không này? Như vậy thì Bồ Tát sử dụng vô lượng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Thêm bài học phải không? Đó là những bài học mạnh mẽ, nhưng mà ở trong môi trường đó phải làm như vậy, không có cách nào khác. Còn có những môi trường là phải thể hiện cái sự lịch lãm, trí tuệ, cái khuôn phép nó lại khác. Cho nên các vị đi vào trong nhà, vợ chồng là bạn bè với nhau, con là những chúng sanh, cha mẹ là những vị thầy, những cái vị mà ơn đức. Khi chúng ta nhìn xã hội với một cái khía cạnh như vậy thì bắt đầu chúng ta tự hóa thân mình trở thành một vị Bồ Tát rực sáng ở trong xã hội này. Hồi nhỏ thầy đến tại ở Sài Gòn, thầy đến tại nhà thờ chỗ đường giờ được vô đường Nguyễn Trãi, chỗ quận nhất á. Những sĩ sĩ gì đó. À, thầy vô nhà thờ thầy nghe bản nhạc thánh ca nó hay vô cùng, hay tới mức mà mình không muốn đi về luôn. Tại cuộc sống mình chứng kiến quá nhiều não phiền, vô nghe cái âm nhạc của nhà thờ nó hay quá, thấy lòng mình nhẹ nhàng quá. Mình nói của tại sao Phật giáo mình có một cái gia tài đồ sộ, trong khi Thiên Chúa cho cái hai quyển kinh Tăng Ước và Cửu Ước mà họ vẽ ra bao nhiêu thứ để họ dạy dỗ và họ tạo lên một cái giá trị như vậy, còn mình cả một tam tạng giáo điển
với tuổi giác siêu việt của Đức Phật, mà tại sao mình không có gì hết? Còn nếu như có thì có cái gì? Lưu hương xa. Tự nhiên ngáp thì muốn ngủ đi. Có phải vậy không? Cái sự thật là vậy đó. Cái âm nhạc cổ truyền Phật giáo biến thành một cái loại để tán tụng cầu siêu cầu an, không phải rằng cái để người ta thưởng thức, cái để người ta thấm nhập chân lý bên trong. Mà rõ ràng ý nghĩa nó rất là hay, ý nghĩa rất hay, nhưng mà chúng ta lại không hiểu, và chúng ta chuyển nó với một cái dạng ngữ âm mà chỉ còn là ngữ âm tôn kính, chứ không phải là một loại ngữ âm sống và học tập nữa. Như vậy thì âm nhạc Phật giáo mình nó đã biết là thục hậu rồi. Bắt đầu lúc đó năm 2000, thầy vận động mọi người hãy viết nhạc, hãy làm nhạc, nhất là tăng ni hãy ở trong thiền định sâu xa để thấm nhập chân lý siêu việt, và trong chân lý siêu việt thanh tịnh đó viết thành những cái ca từ, rồi mình mướn nhạc sĩ, ca sĩ là những người thế tục họ diễn xuống. Như vậy mình vẫn giữ được đầy đủ luật tông, luật tông của người cư sĩ, người Phật, của người tu sĩ, không thể lên ở trên sân khấu nhắm con mắt lại hát miệng đồ do vậy hát. Có một số ông thầy chứ không phải không có. Cái gì đứng trên ba quân thiên hạ vậy, mình oai nghi ông thầy như coi như nhắm mắt lại cái hai miệng đồ do vậy đỡ vậy. Thầy nói dẫn mà thầy nói là nó đỡ tứ của tôi, thầy chắc thầy lấy cái mày đồ thầy dột vô chắc rước hết mấy cái đen. Cái nó mất cái phạm hạnh, mất cái oai nghi. Nhưng mà cư sĩ thì bình thường, đúng rồi không? Như vậy thì người cư sĩ có thể là diễn sướng hát hò, nhưng ở trong tuệ giác thanh tịnh phải là người tu sĩ. Tại vì chỉ có người tu sĩ mới thấm nhập, mới lặn sâu vào những cảnh giới của thiền định, thì trong đó nó mới lưu xuất những cái giai điệu, những cái âm thanh siêu việt bên trong đó. Những cái vị lạc ma Tây Tạng họ trên rừng núi họ hát hò, họ tức là họ chứng đích cái sự thanh tịnh sâu xa đó mà nó tốt thành những lời ca. Chúng ta thấy bắt đầu họ hành đạo bằng bộ tác đạo, bằng con đường âm nhạc. Rồi vận động cuối cùng không thành công gì hết. Rồi tới ra trụ trì cũng mang theo cái đàn Yamaha, mà tới lúc mà thầy còn nghĩ rằng á là tới khi mà mình tới già chưa chắc gì mình thực hiện được cái này. Thành ra thầy có ghi trên đó nhá, là tới khi nào mà thầy chết rồi mà chưa làm được một bản nhạc nào thì đệ tử của thầy hãy nên gọi cái đàn này gọi là già mà ham. tức là đừng có già mà ham nữa mà có già mà ham. Tức là mình ham như chuyện vớ vẩn cho nên không thực hiện được, uổng phí cuộc đời mình. Các vị nghe hài hước có phải không? Rồi khi đến tới Mỹ thì mình thấy cái cảnh dương này được rồi. Âm nhạc cổ truyền nó không còn nặng nề nữa, và âm nhạc Phật giáo có thể mà phát triển được, thì bắt đầu mới nghĩ tới cái hướng là sử dụng âm nhạc để gửi gắm vào trong đó những ý tưởng sâu xa ở trong Phật pháp. Mà thầy nói điều này là để thầy dẫn dắt quý vị đi vào một cái điều mà hôm nay thầy có hai tác phẩm chưa có ra mắt, gọi là mới có ra lò, chưa ra mắt, muốn giới thiệu được các vị nghe để thấy được cái tính chất của nó như thế nào. Bữa hôm qua có mấy người đi chùa biết rồi nên cho nghe lại, rồi cho nghe một bài mới nữa ha. Nhờ cho nghe bài cũ trước đi ha. Bây giờ nghe bài mới hay bài cũ? Bây giờ nghe bài mới trước đi, tại vì bài mới là nó là đầu, bài cũ á là nó là bài sâu. Chúng ta nhớ có một cái cô gái thấy Thái tử Thiện Huệ là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni đi tìm tới Phật Nhiên Đăng để xin nhập đạo. Cô gái này sinh lòng thương yêu Thái tử Thiện Huệ, mong được kết duyên vợ chồng. Hai người họ đã cùng cúng dâng lên Đức Phật Nhiên Đăng 7 đóa hoa sen. Và cái duyên của họ cũng vòng vòng lắm, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là họ đã kết duyên với nhau bằng 7 đóa sen và dâng cúng lên Đức Phật Nhiên Đăng. Ngoài ra Thái tử còn nằm dài xuống một cái vũng sình để cho Đức Phật đi qua mà không lắm đôi chân. Đức Phật nói: như thị, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy,
Sau này ngươi sẽ thành hiện thành Phật lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tức là việc tu khổ hạnh tinh tấn như vậy thì Phật thọ ký như vậy. Rồi nhân duyên đó hai người họ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Hạnh phúc của họ nhiều đời nhiều kiếp mà họ không chấp nhận bất cứ ai. Có một kiếp mà họ làm chư thiên sống cái tuổi thọ 4.000 năm trên cõi trời mà họ cũng trở thành một đôi vợ chồng ở trên cõi trời. Ở trong kiếp nào họ cũng thương yêu đầy đủ tình nghĩa và họ hành Bồ Tát Đạo. Đây là một mối tình siêu việt. Đúng không? Một mối tình siêu việt. Và trong cái kiếp ở cõi Ta Bà, cô gái này chính là Yayodhara. Và tiền thân, hậu thân của Thiền Hội tính là Tất Đạt Đà. Trong cái đêm thi thố tài năng, Thái tử Tất Đạt Đà chiến thắng hết tất cả mọi thứ. Chúng ta có hình dung được cái tài bánh cung đương thời. Mở ngoặc cho chúng ta hiểu thêm một chút nữa. Khi Tỳ Lưu Ly đem quân xâm lăng tiêu diệt dòng họ Thích, lúc đó dòng họ Thích họ thị uy bằng cách là họ bánh, muốn bánh ngang tay thì ngang tay, xuyên tóc thì xuyên tóc, mà cả hàng dạng dạng lính mà không trúng một người nào. Trong khi Tỳ Lưu Ly không thấy ai bánh, nghĩ rằng tên đâu ở trên trời rơi xuống, nghĩ rằng là thiên thần ở trên trời bánh xuống. Như vậy chúng ta hình dung là dòng họ Thích Ca họ nổi tiếng là thiện xạ, họ bánh người ta từ xa mà người ta không nhìn thấy họ đứng, thì cái đoạn xa tới mức nào mà họ muốn bánh trên đầu, trên cổ, họ bánh xiên tay là xiên tay, không gây tổn thương là không gây tổn thương. Thì chúng ta hiểu là cái tài thiện xạ tới mức nào. Ở trong bối cảnh thiện xạ đó thì Tất Đạt Đa là người đứng đầu. Khủng khiếp không? Rồi bắt đầu á, khi mà chiến thắng hết thì lúc bây giờ cô Yayodhara mới mới đem một cái vòng nguyệt quế. Vòng nguyệt quế này là thầy kết hợp văn hóa của La Mã. Người xưa đấu trường La Mã chiến thắng, người ta hãy lấy cái vòng nguyệt quế đó để tặng cho người chiến thắng. Vòng nguyệt quế này chúng ta cũng có thể hình dung nó là gì? Nó là sự chiến thắng thành công ở trong cuộc đời của chúng ta. Vinh, sự thành tựu vinh quang, chúng ta xem đó là sự chiến thắng như là một vòng nguyệt quế. Thì lúc bây giờ Yayodhara mới kính cẩn dâng lên thái tử vòng nguyệt quế chiến thắng, và họ trở thành một đôi vợ chồng. Tất cả những cái điều đó thầy viết bằng một cái nhạc phẩm như thế này. Thưa quý vị, nhạc phẩm này khó viết quá, tại thầy không có cái cảm xúc là cưới hỏi yêu thương vợ chồng sao, khổ sở lắm, khổ sở nghĩ hoài không ra, mất mấy tháng trời đi ra vô giống như người điên. Bây giờ mày cũng niệm Phật lắm nha, cũng niệm Phật cầu Phật gia hộ cho con cái trí được, còn sao hình dung được chỗ này chứ không. Mình viết thô thiển thì nó biến thành phàm tục, mà mình viết không ra thì cũng không mô tả được, mà nó chạm tới cái chỗ thiêng liêng và phàm tục không có đơn giản, cứ đặt bút xuống. Thành tay thầy viết cho các vị nghe: giai điệu cổ vườn hoa kể lá, vọng lời ru sáo động trên ngà. Các vị hình dung được không? Giai điệu cổ đó, cái cuộc tình của họ là giai điệu cổ từ ngàn xưa tới bây giờ, và nó thấm nhập ở trong tất cả cuộc đời này. Đây gọi là vườn hoa kể lá, nó tạo ra cái âm vang vọng lời ru. Cái lời ru này không dừng lại chỗ đó mà nó vang lên tận trên trăng, trên cung trăng, gọi là sáo động trên ngà. Hai câu mô tả không gian nó quá rộng, tại vì đây là cái thời gian rộng, không gian rộng, rất khó mô tả. Giai đồ cổ vườn hoa kể lá, vọng lời ru sáo động trên ngà, cho duyên xưa tươi cười rạng rỡ, như người về từ cõi hoang sơ. Cái duyên xưa là họ gặp nhau đó, họ gặp nhau tự nhiên thái tử nhận ra được đây là cái người vợ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và Yayodhara cũng nhận ra
đây là cái người chồng mà không ai thay thế được. Đó. Mặc dù là người anh, người cha không muốn đó nha. Ông vua Thiện Giác ban đầu ông không muốn đâu, nhưng mà do thái tử chiến thắng, sau này ông rất là oán thái tử, bây giờ thái tử bỏ con ông đó, rất oán. Thành ra là thầy mô tả là cho duyên xưa, cái duyên xưa nhiều đời nhiều kiếp ở trong dĩ vãng đó, mình gặp nhau bốn mắt nhìn nhau, nó đã làm nhiều cái cốc cái thương nhau. Thầy mô tả cái tình cảm giống như cái gì vậy? Các vị đừng cười. Thì á, cho duyên xưa tươi cười rạng rỡ như người về từ cõi hoang sơ, nó đâu đó nó kéo về vậy thôi, mình không định hình được, không hình dung được, không phân tích được, không mô tả được, nó như vậy đó. Cho nên mới gặp nhau là say sẩm mặt mày á. rồi sao nữa hả? Dệt nỗi nhớ thành trang tình sử, dễ sợ không? Cái nỗi nhớ mà nó dệt thành một trang tình sử, tại vì sau khi gặp nhau rồi bắt đầu vừa nhớ chứ, hai người nhớ nhau chứ, nhớ nhau á. Mà cái nỗi nhớ nó không đơn giản là kiếp này, mà vô lượng kiếp họ cũng thành trang tình sử rồi. À, trái tơ lòng thành những vần thơ, dệt nỗi nhớ thành trang tình sử, mà trái tơ lòng thành những vần thơ. Bắt đầu biết làm thơ đó, trước đó không biết. À, tự nhiên là tâm hồn sao xuyến bắt đầu làm thơ. Đó là cái nào bắt đầu cái vấn đề phàm phu ô nhiễm á, bắt đầu nó sinh ra. Người nghiêng mình dâng vòng nguyệt quế, đóa hương nguyền thơm ngát tình quê. Nó rất là nhẹ nhàng, có cái tình cảm của họ nó tái hiện lại trong kiếp này. Anh bây giờ họ nhớ lại mô tả của quá khứ nha, lúc mà Thiện Quả gặp Gia Du Đại La, biết đâu là tối đó họ cũng nói chuyện với nhau, và lúc đó cũng có cái ánh trăng, cho nên là ánh trăng gì, ánh trăng đêm huyền ảo, soi sáng bầu trời cao, chứng minh đôi tình sử trao duyên ước ngọt ngào. Ánh trăng ngày xưa nó ngàn năm giờ nó cũng vậy. Ánh trăng đêm huyền ảo, soi sáng bầu trời cao, mà chứng minh đôi tình sử trao duyên ước ngọt ngào. Nó phát triển lên trong hiện tại, tơ duyên trong mắt biếc, tuổi trẻ tơ duyên trong mắt biếc, đẹp như vần ca dao. Lời lẽ nó khó chịu lắm, nó không gian rộng lớn và bao nhiêu thứ nó bàn bạc bạc ở trong cái bài này. Đẹp như vần ca dao, lấn sâu vào tâm thức, cái hạt giống ái tình, cái hạt giống của nhiễm tâm đó, của tình cảm đó, lấn sâu vào trong tâm thức. Nó có gì? Nó sinh con để cái. Không sinh con để cái thì ít nhất nó cũng nhớ nhung, nó hát, cho nên thành khúc hát ầu ơ. Đó mới là sinh ra Gia Du Đại La đó. Sinh ra La Hầu La đó. Đối với không đối mà không hiểu, tức là tơ duyên trong mắt biết, đẹp như vần ca dao, lấn sâu vào tâm thức, thành khúc hát ầu ơ. Ai muốn hiểu thì hiểu à. Nói chung vậy thôi, ai muốn hiểu thì hiểu. Nên ta nói cho các vị nghe bật mới chút xíu thôi. Rồi gì nữa? Giai điệu cổ vờn lên tam giới, động thiên hà vang đến ngàn sao. Cảnh là lúc cái tình cảm của họ là làm nghiêng ngã cả vũ trụ đó. Từ vô thủy một lời không nói, vẫn yêu người suốt cõi chim bao. Đó là câu kết thúc. Từ vô thủy một lời không nói, vẫn yêu người suốt cõi chim bao, tới khi thành Phật mới hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Biết mà, cho nên tại sao gọi là pháp nhạc âm không phải ngang đây đâu. Cái bài này thầy còn một cái bức tranh khắc gỗ nữa. Cái nội dung nó được biểu hiện bằng một cái bức tranh khắc gỗ. Cái khó là bức tranh khắc gỗ và bài nhạc nó là một. Cho nên gọi là pháp nhạc âm. Nó cái dòng điêu khắc và âm nhạc nó hòa quyện làm một và phải giảng ra mới thấy được, mới thấy được. Cho nên quý vị thấy đây là một cái nghệ thuật nó khác, không có giống ai hết. Nó không giống ai hết. Mà cứ nghe bình thường, cứ nghe nó nhạc đó là họ nghĩ rằng cái gì đó, họ không định hình được cái loại hình của mình. Thành hôm nay thầy cho các vị nghe cũng có cái ý là để thầy chứng minh một điều, cái con đường hành Bồ Tát đạo đó, nãy giờ sớm thầy nói không có rời khỏi kinh điển hôm nay đâu. Đây là con đường thâm nhập của Bồ Tát đạo, nó rất tự nhiên nó đi vào trong cuộc đời. Rồi chúng ta thấy ở trong cuộc đời á, Đức Phật nói rằng ta hướng cái phước vi diệu. Ta lấy vợ, ta hướng phước vi diệu mà trên thế gian này không có cái gì ta không có. Khi tới 29 tuổi, trong phí tới 29 tuổi, trưởng thành, vững vàng mọi thứ, cái tầm nhìn vững chắc của một cái chàng thanh niên 29 tuổi, bắt đầu Ngài mới nhận thức một điều. Ngài nói rằng là mỗi người đều phải chết. Cha cũng chết, mẹ cũng chết, bản thân mình cũng chết, mọi người đều phải chết, không ai tránh khỏi cái chết. Như vậy ta phải đi tìm con đường bất tử, phải có một con đường bất tử, phải có một cái giải pháp cho vấn đề này. Cho nên hành trình ra đi của Ngài là một lòng đại bi, chứ không phải đơn giản là nói rằng là Thái tử không thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, không thương, thương hơn bình thường, nhưng mà không chịu nổi. Bây giờ nhìn thấy Phật tử khổ cực, không chịu nổi, lên lộn vô mở trường, lên lòng mọi thứ dạy dỗ, phải dạy cho ra người hiểu biết tình thương đó. Không tình thương không làm nổi cái chuyện này đâu. Các vị nghĩ xem, viết nhạc kêu gọi khổ cực cơ lắm. Rồi ngày xưa Đức Phật cũng vậy, bắt đầu Ngài ra đi, Ngài ra đi, đi hành trình tu tập cho chứng đắc, chứng xong mà thành Phật. Thành Phật Ngài có cái gì? Không có gì hết. Không có tham, không có sân, không có si, không còn sanh tử, không còn luân hồi. Cảnh giới này làm sao chúng ta hiểu được? Và lúc bây giờ Đức Phật nghĩ rằng phải trở về, phải trở về. Cho nên cái hành trình bắt đầu thầy viết á, là người từ cõi tâm không về thăm chốn bụi hồng, vẫn thấy màu quá khứ ngập dưới ánh hoàng hôn. Nhớ hết chứ, nhớ hết chứ không phải là không nhớ. Dư kỳ cũng nhớ, nhớ cuộc sống này, mà nhớ tới vô lượng kiếp, luân hồi từ vô thủy, đau khổ đến vô chung. Đúng vậy không? Luân hồi từ vô thủy, đau khổ đến vô chung, Ngài nhớ lại hết đó.
ai nâng niu cõi thế đưa qua bùng tử sinh. Ai? Ai xả thân, ai phát tâm? Ai nâng niu cái cuộc đời này, cái cõi ngũ trược ác thế này để đưa tất cả chúng sanh muôn loài qua khỏi cái bùng sanh tử lầm than? Đại bi. Và Đức Phật trở về, hạt nén vô tình nó cũng mừng rỡ, cho nên hạt nén reo phơi phới đón từng giọt pháp âm. Nhưng mà bên cạnh đó là ai? Gia Du Lạ La giận chứ. Phật đâu thấy mày cỡ, tại sao bỏ tôi? Tôi không muốn chứ nào. Cho nên ngài bà không ra đón, bà nói rằng nếu như tôi còn một chút đức hạnh nào thì thái tử sẽ, người sẽ tự thân đến nơi đây. Đó là cái tự ái, cái tự trọng của một người vợ. À, và Đức Phật sao? Cho nên thầy nói riêng ai buồn mang mát, ôm nỗi lòng xót xa, hạt nén rêu phơi phới, uống từng giọt pháp âm, riêng ai lòng, riêng ai buồn mang mát, ôm nỗi lòng xót xa, ôm nỗi niềm xót xa. Đức Phật rất khéo, người thân hành khơi cát, kể mẫu chuyện tiền thân. Kể mẫu chuyện tiền thân. Ngày đó nàng nhớ nàng hứa với ta là cái kiếp cuối cùng ta vì quá thương nàng không thể từ biệt nàng, trong đêm ta sẽ lén nàng, ta đi xuất gia để ta thành tựu quá vị Phật Đà. Nàng có chịu hay không? Chồng thương quá mà nói như vậy sao không chịu được? Chịu liền, qua luân hồi quên mất, thành ra mới chết. Cho nên Phật mới cớ lại mẫu chuyện tiền thân, lòng của Gia Du bừng sáng, biết rằng đó là giá trị chân lý tuyệt vời mình phải cần hướng đến, cho nên lập tức quy y đấng Phật Đà. Người từ cõi, người thuyền từ vờ bến mộng, phải vậy không ạ? Thuyền làm từ đó, thuyền từ vờ bến này, bến mộng này, đưa khách sang gì, sang bờ gì, bờ không, bờ không có bờ không, tại vì từ đâu, từ cõi tâm không vờ thì đưa khách tới bờ không. À, rồi gì nữa hả? Nếm cam lồ pháp vị, nếm cam lồ pháp vị, hạnh phúc cõi tịch không. Chắc vị nếu như nghe Phật Sư Ca một, thầy có biết một câu là giữa hồng trần ai người tri kỷ, hãy cùng ta vào cõi tịch không. Đó, cái câu đó nó liên tưởng tới câu này. Cho nên pháp Đặc Âm Tết hôm nay các vị nghe 28 bài á, nó là cả một cái tinh hoa được kết nối lại, rất là phức tạp và ý nghĩa rất sâu xa. Bây giờ là mời các vị nghe cái bài nhạc, nhạc phẩm Thuyền Về Bến Mộng. Người từ khói
tại muốn hỏi cái vị những nhạc phẩm như vậy mình đem trình làng được phải không? Dạ. À. Dạ chú. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 28 bài thầy được có giải thích 28 bài trên sân khấu. Hôm nay thầy chia sẻ cái điều này. Thứ nhất là muốn chia sẻ một cái niềm vui mà các vị thấy cái tốc độ làm việc với khối lượng công việc nó áp lực lên thầy trăm ngàn thứ. Thành thầy mong các vị chúng ta trong cuộc sống thứ nhất là cũng nên an trú tâm mình ở trong nhẫn nại để sống cho tốt. Thứ hai là muốn chia sẻ và yểm trợ trong chương trình này á, thì các vị cố gắng mời mọc người này người kia để chúng ta mình giải thích cho họ hiểu cái ý nghĩa lớn lao mà mình đang làm, để cho họ bước vào ở trong cửa đạo một lần thôi thì sau đó là tự nhiên họ sẽ có cách chọn lựa. Còn bây giờ họ không có hiểu mình thì chắc chắn là họ không có chấp nhận. Mà các vị không hiểu những gì thầy nói đây thì chắc chắn các vị không thể nào cảm nhận được giá trị sâu xa của nó. Ví dụ như đó, như cái hình đó, thầy sẽ có một hình gỗ nữa, bức tranh gỗ một cuộn Phật ở trong phòng Gia Du Đà La lạy Phật, mà thầy có làm một cái khung nhỏ nhỏ, có cái chiếc thiền nhỏ nhỏ, thiền vừa bến ấy, thiền vừa bến mộng ấy. Cái tác phẩm nó rất là độc, mô tả lên cái cảnh này à, cho nên gọi là pháp nhạc âm mà. Là cả cái nghệ thuật một bức tranh như vậy nhiều khi cả tháng trời mới xong, rồi ra một bài nhạc, rồi đầu tư như vậy ấy, rất là tốn kém và rất có giá trị, với mình chuyển ở trong đó những cái ý nghĩa rất là sâu xa. Thành ra mình cố gắng mình làm để mình duy trì, mình phát huy cái chân lý của đạo Phật bằng con đường âm nhạc rất là nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta cố gắng giải thích yểm trợ với thầy một tay ha. Dạ, mô Phật cho chúng ta nghĩ. Cảm ơn các vị rất nhiều. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này